hôm nay chúng con cháu sẽ trong tầm ba xe thành máy, đó là ba xe tâm hữu cũng sẽ nuôi bò mẹ họ thật trong tầm cho nên được nghề tuổi cao tuổi chia cả họ sẽ biểu diễn và giúp mọi người được nghề thôi không ai bị chỉ sáng là mèo mai tôi
xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ cô bác và quý vị chú bác chúng ta ra ngoài. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhanh chóng chuyển trở về từng bàn tiệc của gia đình chúng tôi tiếp đón toàn thể các vị được chú đáo. Trân trọng kính mời toàn thể các vị. Và các bạn có vẻ mà có bạn tưởng đã được không? Dù đó là hôm nay chúng tôi đang sẽ có các bạn kiến về cho anh kiến chương buồn và chúc một tháng hay như là và chúc mừng rất giàu ôm bơ và bà sớm. Thử nó bao nhiêu đi, đẩy cái áo chẳng cao không? Từ bán xuất bản 60, các bạn 60 ạ.